Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Bixby nè. Khoảng một tháng rồi mình không có ra video mới. Không biết là các bạn có nhớ mình không? Hay là có gì muốn nói với mình không nè? Nếu như mà các bạn có theo dõi mình trên Facebook hay là Instagram thì các bạn cũng sẽ biết được là khoảng thời gian qua mình vừa bị mắc Covid đó các bạn. Thì hiện tại thì cái giọng của mình vẫn chưa được ổn định á. Mình nghĩ là các bạn cũng nên chú ý sức khỏe của mình và cẩn thận nha. Ra ngoài thì vẫn là nhớ nên đeo khẩu trang thường xuyên nha. Thì hiện tại cũng là tháng 9 rồi á, mình thấy mọi người cũng đang rục rịch chuẩn bị đi học lại á. Thì chú ý các bạn đã đi học lại chưa? Và video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về ngày khai giảng trong tựa game Sakura School nha. Trong thời gian mà mình off vì dịch á thì mình không có lên mạng xã hội nhiều. Mình check lại thì mình thấy các bạn comment cái clip trên TikTok của mình á, rồi comment rất là nhiều về cách mà để xây một cái ngày khai giảng á. Thì để hết video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây nha, nói chung là đơn giản lắm luôn. Và sau khi mà mình vệ sinh cá nhân, sau khi ăn sáng xong thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi đến trường. Thì các bạn đã có lịch học chưa, có chia lớp chưa và đã có ngày khai giảng chưa? Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình tham dự ngày lễ khai giảng nha. Lâm hụt mới lại tới, chợt nghe lòng phơi phơi, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới, những chiếc áo dài thước tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá. Vào một lớp mà nam còn hít hơn là nữ, mà mấy bạn còn hung dữ, nhưng lực cái lại rất xinh và cũng rất nhẹ tình, nên chúng mình mới khổ bị lè lậu cưỡi cổ, bị xe giặt tùm lum. Bây giờ thì mình đã đến trường rồi này các bạn. Vì là học sinh trung học nên mình đã xe đạp đi học nha. Hiện tại thì ngày lễ khai giảng mình không có chuẩn bị gì nhiều hết, nên là bây giờ mình sẽ ghé lên lớp, mình cất cặp sách và một lát mình sẽ tập trung xuống sân trường nha các bạn. Hôm nay các bạn thấy cái buổi lễ khai giảng của mình như thế nào? Mình có chèn một cái câu rất là đặc trưng của các trường học Việt Nam, đó là câu tiên học lễ hậu học văn nè. Hôm nay thì sân trường cũng có rất là nhiều học sinh luôn, và mình rất là thích những cánh hoa đào đang rơi nè các bạn. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì có cây bàn, cây phượng, cây bằng lăng nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lên lớp và chọn một cái chỗ ngồi nha. Tính ra là một mùa hè 3 tháng á, bây giờ chắc không còn là 3 tháng đâu. Nói chung là mùa hè bây giờ trôi qua rất là nhanh luôn á. Mình chưa cảm nhận được mùa hè thì mùa hè đã hết rồi đó các bạn. Các bạn có thấy giống mình không? Gần đây á, thì mình có chơi một cái game có tên là Home Decor Future Dueling. Mình sẽ chèn cái hình của cái tựa game này nè để cho các bạn tiện tham khảo. Và nếu như các bạn thích á, thì có thể tải về và chơi cùng với mình nha. Đây là một tựa game offline, thể loại giải đố kết hợp với trang trí nhà cửa. Thì nói theo cách đơn giản, việc của các bạn cần làm là vào chơi các trò chơi như là ship kẹo, ship kim cương. Mình nói 3, 4 hoặc là 5 viên kim cương giống nhau lại á, và qua màn để tích tiền để mà các bạn mua nội thất trang trí cho cái ngôi nhà nè. Thì bây giờ thì mình sẽ chơi thử một màn cho các bạn xem nha. Hiện tại thì mình đã chơi được tới level 36 rồi nè. Thì đây là một con game khá là đơn giản luôn á. Lâu lâu thì mình cũng thích chơi những tựa game đơn giản, ví dụ như nhà mình cúp điện thì mình hay chơi những tựa game offline như thế này để giết thời gian nè các bạn. Nói chung là cũng rất là giải trí luôn ấy. Hiệu ứng thì cũng khá là đẹp luôn. Và mình thích nhất á là kiểu nó nổ xong rồi cái hiệu ứng mà kết thúc cái màn á. Và sau khi mà hết màn á, các bạn cũng có thể xem quảng cáo để mà tăng thêm tiền nha. Còn không thì khỏi xem cũng được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ra một cái giao diện bên ngoài á, để mà mình sẽ trang trí cho các bạn thử nha. Đây là cái giao diện căn phòng mà trước đó mình đã trang trí rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở một cái căn phòng khác để mà mình trang trí cho các bạn xem nha. Hiện tại thì mình đã tích được khoảng gần 4.000 chìa khóa và 1.300 đô la. Thì trong quá trình mà các bạn chơi á, các bạn sẽ tích chìa khóa và tiền á. Mình dùng cái chìa khóa đó mà mình mở những cái nội thất nè, và các bạn sẽ lựa chọn những cái nội thất phù hợp với mình, tùy gu của mình ý. Thì hiện tại tựa game này đang có 352 level, có 15 phòng và update liên tục nha các bạn. Hiện tại thì có sẵn trên cả hai hệ điều hành Android và iOS luôn. Các bạn có thể chơi giống mình là vừa chơi vừa decor, hoặc là chơi xong hết tất cả các level rồi các bạn quay lại các bạn decor nhà, decor phòng cũng được. Và các bạn thấy tựa game này như thế nào? Các bạn nhớ để lại comment xuống bên dưới cho mình nha. Và bây giờ cũng đã đến giờ tập trung rồi. Các bạn hãy cùng mình đi xuống dưới sân trường xem hôm nay sẽ có những tiết mục gì nha. Mình đã tập trung ở sân trường rồi nè các bạn. Thường là đầu buổi lễ, tiết mục rất là quen thuộc, đó là tiết mục phát biểu của thầy hiệu trưởng. Đây là một cái màn chào sân thật sự rất là buồn ngủ luôn á các bạn. Lần nào mình cũng ngủ gục hết trơn, hoặc là tụi mình nói chuyện riêng á. Không biết là các bạn có bạn nào giống mình không ha?
Và tiếp theo là tiết mục mình trông chờ nhất, đó là tiết mục văn nghệ. Chưa các bạn có khai giảng chưa? Không biết là bây giờ có trường nào còn hát Ơi hàng cây xanh thắm với mấy trường mến yêu không ha? Hồi xưa là đó là một bài hát bước chân trong các ngày lễ của trường từ khai giảng tới 20/21 và tổng kết luôn các bạn. Mình nghĩ là bây giờ nó sẽ thoáng hơn, có lẽ nó hiện đại hơn rồi. Không biết là trường các bạn có nhảy K-pop hay là nhảy nhạc TikTok không ha? Nếu như có thì nhớ lại comment xuống bên dưới nha. Bây giờ thì mình sẽ chìm một ít âm thanh với các bạn nghe cho sinh động nha, chứ mình nói hoài sợ các bạn nhàm chán ấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này của mình. Video ngày khai giảng năm học 2022-2023 nè. Hiện tại thì mọi người đi về hết rồi, còn một mình ở sân trường thôi. Và nếu như các bạn thích video này của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ mình sớm đạt được 100.000 người đăng ký nha. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm gì về tựa game Sakura School thì các bạn nhớ lại comment ở phía bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.